Đó. Quất luôn xe luôn đi, đã rồi mà. Xe tí ơi, nguyên xe nhiêu? Nguyên xe. Đó, nguyên xe có 2 triệu 7, mấy cục máy này làm gần độ gần 2 triệu hơn rồi. Máy làm 4 triệu năm. Máy nó 54 rồi. Rồi bình xăng con rồi nó kìa. Đúng rồi, lên là chạy về luôn em. Thì đã đang chạy mà. Nè, gấp viên nè. Gấp quay quay pha viên nè. Lửa nè. Rồi bình nè. Cây hên nè. Đó. Bên này bên bóng mai vậy? Cây hên, cây hên, cây hên ga dẹp. Ga dẹp cây hên. Đó. 2 triệu 7 con xe quá rẻ, rồi cặp bánh nhôm nhiêu nữa? Bánh nhôm cho 5 sĩ nữa. Đó, ờ, gì nguyên cặp bánh luôn, nội cặp niên 5 sĩ gì được. Cặp bánh luôn. Ờ, cặp bánh nhiêu rồi, cả chai chưa? Tôi tính ra nó quá rẻ rồi mày ơi. 54 vậy. Này chắc ở đó 54 58 gì vậy, vuông tấm à. Này là đâu có âm ba gia tay gì đâu có không? Không. Xe này chạy như quay riêng bình thường, lực thôi. Bộ K1 Stead Thái Lan đàng hoàng nha. Đó. Quất thì quất nguyên con luôn đi cho rồi. Đó. Ra chạy luôn. Ra chạy thôi. Còn áo quần thì thích về gắn cái nào gắn. Thắng đẻ luôn. Cầm đẻ mất tiêu rồi. Rồi. Gác gác giùm anh cái chống xe đó xuống đi để nó tày bên kia. Rồi, ok. Này bãi chú Quang mới về xe nha. Em nó test cây bồ. Xe này là rim 50 đăng ký. Xe đăng ký. Đó. Rim 50 đăng ký nha anh em. Đây. Xe đã giám định hết rồi, hồ sơ thì về đăng ký thôi. Ra tên thôi. Đây. Có cục mà nguyên con xe. Này quay RS đời 110 đời mới. Này xe sản xuất năm 2014 nha anh em. Nè. Xe sản xuất năm 2014. Máy này chạy được có 5.000 mấy à. 5.691. Nè, nhìn cục máy nè anh em. Máy quá đẹp luôn nha. Cốt nè. Đó, mình tính lấy cục máy này về bán. Nhưng mà không biết bán được hay không. Này ai mua về chở đồ chở. Chúc mình thương lượng giá cả mình mua được hay không. Đó, mua được thì về đăng lên cho bạn coi. Ai coi được thì lấy. Đó, xe này là xe nói chung là không biết sao. Thì nó vô đây thì giờ mình mua lại thôi. Rồi. Đó. Thấy chung mò à? Lên TV. Lên TV mới chịu à. À, xe này là xe có giấy hết nha anh em. Xe có giấy hết nha. Xe Trung Quốc có, xe Nhật có nha. Đó. Này là đăng ký, DK đăng ký. Đó. Này là có giấy hồ sơ hết rồi. Thì mua về thì ra tên rồi chạy thôi. Có biển số, có cà vẹt đầy đủ nha. Như xe hải quan chính ngạch nha anh em. Xe thanh lý giờ là nó như xe hải quan chính ngạch. Nó không có khác cái gì hết á. Anh em mua yên tâm. Hồi xưa thì các cà vẹt nó để là tịch thu xung công quỹ nhà nước. Giờ là không có nha anh em. Giờ là y như mới. Y như anh em đi mua một chiếc xe mới vậy đó. Hồi xưa cà vẹt để tịch thu xung công quỹ nhà nước hết chứ không ạ. Giờ đâu còn đâu. Giờ xe nhìn gì, xe gì xe gì cũng được. Má này nè.
biết rồi, giờ đâu còn giờ đó. Nó để là giống như xe hải quan chính ngạch luôn à. Giờ để nguyên nguyên không có để gì trơn á, để nguồn gốc nguồn đúng rồi, nhập khẩu nhập nguồn về đó. Đó này đồng hồ zin nha các bạn, xe này đồng hồ zin mà chiếc xe Trung Quốc nó vô đồ. Có chiếc này, cái đồng hồ này lạ quá nè. Cái đồng hồ này đồng hồ xe gì mình cũng không rõ, không rành luôn. Mình cũng không biết xe này xe gì nữa, đồng hồ gì nữa. Thấy nó lạ quay lên cho anh em coi. Đó. Rồi. Đây bạn. Xe rất là đẹp luôn. Nè. Đó. Xe còn đầy đủ, côn tay đồ có đầy đủ luôn. Nói chung xe này về đổ xăng chạy thôi. Xe này là xe đăng ký nha anh em. Xe này xe đăng ký. Xe này cũng là xe đăng ký luôn nè. Đăng ký nè. Mình quen pha luôn nè. Đó. Rồi. Giờ qua anh kia anh em ơi. Đây. Bãi chú Quang nay về là rất là nhiều luôn, 300 mấy xe. Rất nhiều xe Nhật. Quá trời xe Nhật luôn. Xe Trung Quốc cũng có, xe Nhật cũng có nhiều lắm. Đây. Mấy con này máy thớt, máy đầu đồ gì tùm lum đây nè anh em. Đờ răng, đờ riết gì nè. Hạ đầu, hạ phuộc gì tùm lum. Mình sẽ dẫn các bạn đi coi một chiếc xe máy thớt cọp nha. Đó. Đây. Chơi cái họng nha các bạn. Đây. Đó. Chơi cái họng xăng nè. Đó. Nguyên cái lo luôn. Này cái lo phóng thanh nè. Đầu đầu thớt, các bạn thấy không? Nguyên cái cục nhôm chà bá luôn, dời bù rong luôn. Dời bù rong cái lồng mập quá trời mập luôn, không biết bao nhiêu. Đó. Đây nè các bạn. Vàng áo thì cũng nháy kiểu 110 cũng một đèn rồi ha. Màu tím mộng mơ rồi này kia. Đó. Đầu mình quay cận cảnh vô. Bông mai thì xài mai mã lai loại 1. Mai mã lai mọi loại 1 nha bạn. Có cái méo ở đây nha. Đó, chứ không phải là mai thái nha các bạn. Đó, anh em đừng có tưởng lầm là mai thái nha. Nè. Rồi. Đó, bô thì xài bô quen pha đít bự mà bô zin móc. Này là thất đầu. Đó. Cũng khủng lắm nha. Đó, xe độ nè, hôm nay anh em kêu mình quay xe độ thì nay mình quay xe độ nè. Đó. Đây còn nữa nè anh em. Mấy con xe thường thường này á thì mình lướt qua sơ sơ thôi, kiếm mấy con xe dữ dữ rồi quay cho bạn. Đây nữa nè. Đây các bạn. Mobin là Mobin Koji. Phuộc trước là phuộc trước Nova Nova. Hay Nova Dash gì đó. Tay lái clip on. Bình dầu trên là của quay S110. Dưới là nguyên vàng đầm phuộc, đĩa gì đó là của quay S110 hết. Đĩa là đĩa đồ chơi. Bông mai á, thì ai chơi lấy ra của người ta. Này là bông mai mã lai luôn. Mã lai mà anh em thường gọi với cái tên thân mật á là bông mai mãi la đó. Đó. Xe này được độ lên từ cái xác Xavi Alonso. Đây. Hiệu Xavi. Lên là lên đồ chơi là được có món Koji và bông mai Thái. Đầu lòng hiệu gì đó mình không biết. Đó. Thì vàng phục trước là có cái mỏ dè là của F135. Đó. Hột sau là của rim. Rim mà rim nhái. Rim nhái nha anh em chứ không phải rim Thái nha. Anh em nghe rõ. Đó. Còn con nào đặc sắc nữa không tí, chỉ quay luôn tí. Đây có mấy con quá đặc sắc. Nè anh em. Con mai nữa kìa.
để chút kiếm mua vài cái bông mai về bán kiếm cà phê. Bông mai quá trời bông mai luôn. Đây là cái bãi chứa xe này, xe trong này riêng. Giờ mình dẫn các bạn ra cái bãi đằng sau nữa. Anh em nào có ghé bãi Chú Quang thì ra đằng sau tham quan nữa. Ở đằng sau là có xe nữa nha anh em. Ở đây chỉ là xe dạng nhiều quá người ta đẩy vô đây gửi đỡ. Còn ở ngoài đằng kia còn mớ nữa bạn ơi. Ok, bây giờ ra tới thiên đường rồi nha. Bãi Chú Quang là một bãi cũng mới thành lập được khoảng một năm mấy tháng gì đó. Nhưng mà bây giờ bạn xem, xe là tính bằng ngàn chiếc. Bạn thấy không? Và Chú Quang bán giá thì rất mềm mà, không nói không bằng cãi gì nữa. Nguyên xe đồ nãy bạn thấy không? 2 triệu 7. Quá thơm, trong khi cục máy chỗ khác nó bán cho 3 triệu mấy. Đó. Anh em có thể xem nè, mình quay lướt qua cho anh em xem. Đó. Ở đây xem anh em xem ở đây nó có cái gì. Có cái gì VIP, có cái gì hay. Đó, mình không nói là đồ zin không. Nhưng mà ở đây anh em có thể chọn được những cái món đồ anh em ưng ý. Và giá thì nó cũng phải chăng. Xe thì anh em có thể mua nguyên con, hoặc món nào thích thì cứ nói người ta sẽ rã ra. Nguyên con thì giá cũng tốt, mà đầu món thì giá cũng tốt luôn. Đó, minh chứng cho đó là nãy anh em thấy chiếc xe đó. Rồi cặp bánh là nhiều rồi. Cặp bánh đồ chơi, niền nhôm, căm đùm, niền, vỏ. Rồi cái sườn, cục máy đó, bình xăng, này kia kia nọ. Bán giá hàng nhóc đó là quá ngon rồi. Tại mình không có mê xe độ. Mình mê xe độ là mình ôm rồi. Các xe độ bán luôn luôn có lợi. Trời ơi mấy cái bình này mà sao không lấy vô ta. Bình không biết còn điện không. Bình này là bình 12V 12Ah nha anh em. Bình này đi chích cá là thôi thầy luôn. Đây nữa nè anh em. Xe rất là bình thường nhưng mà dạng như thích chơi kiểu lùng lùng style Thái Lan á. Đó. Cái đầu hộp xuống chơi khúc vậy đó. Nè, anh em xem. Rất nhiều xe anh em có thể chọn bất cứ chiếc xe nào anh em thích. Mỗi giá là bập thôi. Có cái bình Kehin cho anh em. Bình Kehin. Đây. Đây, bình kia hình. Đó. Đó, bình kia hình rồi nha. Để lên cái ga coi còn lên không nha. Ây à, hơi cứng rồi. Nô 4 nè anh em. Nô 4 cho anh em về lấy đồ hoặc chạy luôn. Đây, đây con nô 4 nữa nha. Đó, anh em có thể lấy đồ hoặc chạy tùy thích. Mấy xe này thì xe thô hàng. Rất nhiều xe, quá trời xe luôn. Xe này là dạng như thanh lý phế liệu không nha, nên anh em có thể chọn lựa đồ thoải mái, mua chiếc nào cũng được. Lại đây anh em, chỉ cho cục ma con xe Charlie, có anh em nào lại hốt con xe Charlie này về. Chạy là bao tê chân cúc luôn. Đây Charlie, máy 110 nha. Lửa 84 kiền. Máy xịn luôn nha anh em, không phải máy tàu lao nha. Nè, máy xịn nha, nó cắt cái thấp đề đi nha. Cắt cái đề bỏ nè, đầu ET đàng hoàng nha anh em. Lòng á 110 nha. Máy xịn nè. Đó, đi bánh là bánh này nhiêu ta? Bánh 14. Rồi. Di Đông 67. Đó. Ai mua xe là nãy tí nói ai mua nguyên chiếc xe là ở đây được tặng một cái trái gì quên rồi đấy.
trái sắc kìa. Đó, quá trời xe đẹp luôn. Ủa nãy đem cái búa ra đây chi, để đây tí. Trời ơi. Rồi ok, ra mình quay mấy chiếc 67 cho anh em hội hội đam mê phát cuồng 67. Lần nào đem lên clip cũng hỏi có 67 không anh, có 67 không anh nè. Có 67 đây. Đó, 67 này anh em xuống mua được gì mua nha. Sườn đẹp thì mua sườn. Ui da, ui da, chết mẹ. Lóc đẹp thì mua lóc. Máy đẹp mua máy. Ô sườn CD tí ơi. Tí tí. Con 67 cái sườn CD. Nè, sườn CD nè anh em. CD hết luôn á nha. Có cái bát lỗ mũi dưới đây nè. Quá dữ. Sườn CD đời cao nha anh em. Không biết cái này khu vực nào mà chơi sườn quá quá hớp luôn. Mua hẳn sườn CD đời cao gắn với 67 luôn. Đây. Giờ không biết sao chui ra nè. Có cần cái búa nữa không tí, không thôi đem chổng nha. Rồi, ngoài đây bắt đầu nắng lên nè anh em ơi. Rồi, mấy xe có bình bông mai nè, hai ba chiếc kế bên nhau nè. Đó, chút mình sẽ mua mấy cái bình này.